Chúng ta tiếp tục với nhiệm vụ The Power of the Kings. Giờ chúng ta phải chạy tới cái chỗ nào đó. Là hôm qua mình vừa mới bỏ lỡ cái kêu chúng ta đã xong hết rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái nhiệm vụ chúng ta The Power of the Kings. Chúng ta chưa làm xong nhé. Ok, bây giờ chúng ta phải chạy ngược ra kia nữa. Này đã. Ơi. Mấy bộ nó hết trơn rồi. Đỡ nè, đó. Quánh liền. Con nào ổ sơn bóng nó không ăn nào đi. Hết rồi. Tôi hiểu phải có con nào á thì chúng ta mới ăn được. Còn không là chúng ta đâu nó đâu bấm rồi. Tại mình lúc mình vừa bám cái warp point á là nó đã hết rồi. Giờ chúng ta sẽ đi sang khúc này, chúng ta quẹo trái sang bên đây. Ồ, đường có vẻ hơi xa đó. Nó mở cửa cho chúng ta đi ngược lại mà. Noctis. Tiếp tục với hành trình nào. Và mình rất là cảm ơn các bạn về sự ủng hộ của các bạn trong hai tập đầu tiên vừa qua. Và mình rất là cảm kích về điều đó. Ồ, má tàu à. Má tàu nó bay vòng à. Ghê vật cơ lơ. Đang xâm chiếm hay sao á. Thì hay là tụi đầu tiên mình nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ các bạn và cũng như là cái cộng đồng thích từ game này và cũng như anime vân vân ví dụ vậy. Và mình cũng không phải nói gì hơn thì ngoài việc cảm ơn và cố gắng ra những tập tiếp theo sớm nhất có thể để các bạn hãy coi và thưởng thức cái tựa game này một cách hoàn thiện. Thì có gì sniper hả? Wow, thằng này người rồi ba. Bắn sniper ở kiểu ô có súng nữa hả, ghê vậy. Wow, có súng máy cái kiểu luôn, ghê thiệt dân chơi. Để thử đổi cái này coi, mấy này nó không xin nhê mấy cây kia sao ta. Chết rồi. Wow, bắn như vậy mà không trúng bay. Từ từ để mình xài skill đó. Bắn đi, đúng rồi. Đó, bắn rồi phải hợp tác với nhau vậy chứ đúng không? Cái bow swap mình bấm nãy giờ mà không bao giờ nó mới hồi nè. Đó, quánh gì mới đó. Fly side liền, cling liền. Chết chưa? Chết hết chưa? Máu chứ cũng đang hồi lại rồi, không sao. Còn nào nữa không? Ra hết luôn đi ba. Mấy này nhiều lúc á, mình không để ý nó lại xuất hiện. Nãy nó phát hiện mình không để ý nữa. Để coi chúng ta đi hướng nào ta. Còn gì vậy? Phút level 17. Bỏ đi dân chơi. Level 17 lần á. Mình mới level mấy mình cũng không biết nữa. Nhưng mà con nó nhìn nó bự quá ba. Chắc là cái cũng đam cũng cao lắm. Mới mình đi đúng đường không nữa thôi. Sao lát hồi đi là nhìn cứ càng lúc nó càng ghê ghê sao ba. Ê có gì đây. Rock and roll silver dust. Rồi tôi nhảy lên được nè. Dungeon hầm ngục hả. Đã vậy ba. Giống như đi chơi Diablo mà phiên bản góc nhìn thứ ba vậy á. Oji, tô cô là ここ mà đã. Cái 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 cái. Ok, chúng ta phải đi vô trong cái hầm này nè. Nó đang xếp game lại, nó sẽ có những vòng tròn hiện lên. Ôi, nhìn đã quá. Chúng ta không chạy được hả? Ờ, chạy được nè. Lấy hết, cái này đem, chúng ta đem về chúng ta bán hoặc được. Chúng ta có thể grab đồ để sau này làm mấy cái bộ phận mà để nâng cấp xe ấy, kiểu. Mà trong đây có điểm pin luôn mà. Mình cứ đi theo cái đường thẳng đi cho chắc ăn ha. Mình không biết đường nhưng mà cũng thấy ghê ghê.
Đi hồi sợ đi lạc thôi chứ gì á. Đây. Ồ nhìn ghê mấy bà con. Giờ chúng ta chuyển sang ôi mới ghê quá. Giờ chuyển sang chơi game kinh dị rồi mấy đứa ơi. Hết cái vụ lần tập trước là mình đã gặp nguyên chim khổng lồ, mình đã xoắn não rồi. Giờ gặp thêm cái hầm nữa chứ. Mình đi đại thôi, mình có biết mình đi đúng hay không thôi. Sao đứng yên rồi, không di chuyển được luôn. Ờ à, giờ mới di chuyển được nè. Lấy hết, bố mày lấy hết. Sao đi chậm chậm lại rồi. Không bấm pick up được luôn, giờ mới pick up được nè. Sao, giờ đi đâu? Oh, wow, 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 wow. Có con gì đây? Wow, dừng chơi. Đâu ra xuất hiện gì, nãy giờ đi tìm mới thấy được cái đường đi nè. Wow, 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 nó đánh mình mất máu nhiều vậy. Yêu tinh hay gì vậy? Danger, uống máu bỏ lại rồi. Hồi máu cái nhẹ coi, hồi máu đi, hồi máu đi, hồi máu đi. Đó. Đó, phải vậy chứ. Nếu mà đỡ nhiều là nó tăng đam lại liền rồi. Sao mấy này bắn lẻ không vậy? Mình thích cái skill của thằng Chromto nó bắn được á. Đâu rồi, đâu rồi. Lên đây, lên đây. Này thì đâu bánh đã chứ. Đây, ý, ù, ù. Chết hết. 18 hit. Có combo đàng hoàng. Nãy mình bị gục luôn. Chỉ cần đồng đội tới cứu là được rồi. Ở dead end, cái chỗ này hết đường rồi. Hết đường nữa rồi. Làm sao mà để đi được. Cái giờ nó cứ hết đường hoài ta. À đây, đây, đây. Có một cái đường đây. Biết có phải đi đúng không nữa. Mình giờ mình mò tìm đường, nãy giờ mới ra được cái đường. Có lẽ là đúng rồi đó. Cái đường kia nếu mà nãy mình đi là nó bị chặn rồi. Ờ đường này thì không biết nó sao thôi. Có gì trong đây không? Wow lại quánh nữa. Mày nghĩ mày là ai? Wow, 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 wow. Nhắm mình nó đánh không vậy? Này thì đánh bố mày nè. Wow, oh, chết hết liền. Có gì đây mà nó qua nhiều cái canh dữ vậy? Ba thằng thấy ba thằng quánh một đứa. Quánh sắp mặt luôn rồi chứ. Còn gì không? Này thùng hàng cái gì hết ta? Làm gì mà máy phát điện hả? Mình cũng biết phải để làm gì mà bấm cho chắc ăn, bấm thử xem lát có chuyện gì xảy ra. Bây giờ đi hướng nào? Bị khóa rồi, không có vô được. Chịu. Này thì không khóa chỗ bị khóa chỗ là không khóa mới đâu chứ. Chỗ nhìn kỳ kỳ sao vậy? Rồi chỗ này hết đường rồi, hết đường rồi. Hình như có cái đường bên quẹo bên đây. Có gì ở đây không? Đợi tí rồi. Thẩm thấu cái nhẹ rồi. Lấy hết. Hút lửa chúng ta mới xài spell được. Mà chúng ta đã xài rồi. Ờ kiểu như là có cài vô người á. Ủa sao rồi tới đây? Ủa đường bị... đường cùng rồi. Wow, wow. Sao đánh cái cây này tụi này nó không si nhê lắm nha. Nếu mà xài cái kiếm kia là nó sẽ mất máu rồi đó. Nhưng bù lại là đam nó cao. Cái cây mình vừa mới xài á. Đi vô này coi. Auto crossbow. Ghê vậy ba, có dấu cộng luôn.
có kỹ năng đặc biệt luôn. Mà đứa nào lại xài auto crossbow chứ ba. Để coi. Mình nghe thấy giác kỹ của thằng Ignis á. Đó là cái thằng mà Prompto mới xài thôi. Là nó dùng súng, bình thường nó dùng súng. Ờ không, nó không có xài được ba. Arms hả? À cái này là cái khác rồi. Phụ kiện rồi. Phụ kiện cái này để cộng gì ta? Cộng máu nè. Cộng máu với cộng đạn nữa nè. Đã chứ. Được, anh mày thích. Cho thằng này đi, tại vì thằng này yếu lắm. Thằng này thì có hai món rồi, thằng này chưa có món nào, có một món nè. Nó chỉ cần shield thôi, còn mình là chưa có món nào. Để coi mình gắn được cái gì vô nữa không. Accessory mình chưa có món nào hết. Green Joker tăng tốc độ hồi máu. Còn này là tăng nhẹ máu. Tăng máu từ 573 lên 633. Kính mặc đỡ đi. Có máu rồi không đúng không? Sao đường cùng nữa rồi. Đi hồi đi đâu cũng đường cùng hết vậy. Phải đi hướng này không? Không, cái chỗ này chúng ta vừa mới mở cửa đi vô nè. Có cái cửa này chúng ta chưa có mở nè. Nhìn nó càng lúc nó càng ghê á. Giống như Outlast á. Phiên bản Final Fantasy. Wow, quái nó xuất hiện. Ôi, what the fuck. Cái loại gì vậy? Map level 12 bự vậy. Bự, ủa sao mình đỡ mà. Ôi, đơ người luôn. Thằng này. Đó, phải vậy chứ. Ê, hình như đồng đội mình là nếu mà nó đứng gần là nó cũng dính luôn á. Wow, 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 hồi máu rồi đã, hồi máu rồi đã. Potion cho Noctis đi. Để hồi tiếp. Coi còn nào nữa không. Antidote Curse. Này là gì đây? Hồi full máu luôn, còn này là hồi máu nè. Cho Ignis đi. Với Prompto nữa. Cho phi hồi với thằng Prompto nữa. Này máu ít quá. Rồi đến câu này có vẻ khó, ui. Quấn một phát mà mất sạch máu thì chứ. Thì thử cái cây này coi. Potion. Hồi máu cái nhẹ coi. Giật ngay lúc mà mình đang hồi máu nữa chứ. Nó đánh mình né không kịp. Wow wow wow. Nếu mà xài cái kia á, chúng tôi mất máu. Ơi hồi máu lại coi, hồi full máu luôn cho rồi. Cái này mình chưa xài được hả ta? Prince Fallen, cái này là bị gục luôn rồi. Hồi máu đi, hồi máu đi. Nó giờ mới cho xài nè. Con này quánh khó vậy. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Này thì này thì trưởng nè, đó. Vậy nhìn nó không có xin nhê với thử cái skill của thằng này coi. Đó, phải vậy chứ, phải vậy chứ. Đúng không? Ê, đừng lấy cái cây cây này, mỗi lần nó đâm một cái mà nó mất máu nhiều lắm. Đâm ra cái nãy mình phải xài máu liên tục. Mất máu khá là nhiều. Mà không biết có cho gì kinh nghiệm hay gì nhiều nhiều không nữa. Elixir, giờ nó cho em Elixir để hồi máu cũng hay. Nhiều lúc nó cứ bấm nhầm cái nút mà nhảy với cái nút chui qua rồi nút mà bấm này tùm lum lo đi. Để bật cái vật phẩm lên á. Thì nó lại cứ nhầm với cái nút mà kia. Ồ chúng ta tới nè.
Mình nghĩ là chắc những vị vua là những cái ông này nè. Nhưng mà ông chết rồi, nhưng mà giờ ông này vẫn đang trị vì trong cái nhẫn mà lần trước mình có giải thích á. Mình nghĩ là vậy. Nhưng mà biết phải vậy hay không, tại mình cái phần mới này mình chưa có rõ. Chúng ta có một cái thanh đao lớn, không biết có xài cho ông kia xài được hay không. Fireblaster's Axe of the Conqueror 400 mấy đam. A King Aspen and May. It weaks hay walk with slow but mighty blows. Cộng 60 luôn, kinh dị thiệt. Strength cộng 60. Nhưng mà nó bị giảm máu. Nếu mà cầm cái kia này vô giảm máu, giảm sức mạnh rồi giảm tùm lum la hết đó ba. Giảm bó trời giảm luôn. Con này chắc mình không nên xài. Con này nên để cho thằng Claudius xài thử rồi, nếu mà nó xài được. Không, thằng này xài không được rồi. Nó không có đủ trình độ để xài ba cái cây đó, nhưng mà mình xài thì nó lại có vấn đề. Giảm nhiều quá. Với lại hình như bữa mình nhìn các bạn mua cái DLC nó nhìn như cho bộ đồ hay sao ta. Nó tiếc nó cho bộ đồ á. Không biết coi đâu thôi. Rins Fatigue. À đây, vừa mới nhắc luôn. Casual Outfit. Ồ, nhìn cũng đẹp ấy chứ. Nhìn nó hiện đại hơn nè. No Jacket. Ờ, hôm nay nhìn giống sửa xe quá bà. Nhìn giống mấy cái thằng đi sửa xe vậy. Nhìn cái kỳ kỳ sao mình hoàng tử mà sao mặc đồ như đi sửa xe vậy. Này mà cáo khoác vô nhìn nó còn đỡ nha. Fatigue, no jacket. Này đi. Nhìn cho nó phong trần lên lạ, à, phong trần một tí. Mình cũng thích cáo khoác kia, nhìn nó cũng hơi con gái quá. Mặc áo kiểu này nhìn coi gì chứ nó ngầu. Giống trailer quánh hồi, quánh đến độ mà đánh đến độ mà hư áo luôn. Giờ đâu nữa. Map quest rồi. Xong hết chưa ta? Ủa giờ làm gì nữa? Ồ, làm gì nữa ta? Return icon này không có, chúng ta không return được luôn. Không biết nó mở nhiệm vụ mới chưa ta? Còn cái này thì sao ta? Không có nút gì để bấm á. Hết rồi, hình như hết rồi á. Chắc giờ mình phải chạy về return point hay sao ta? Rest point. Chúng ta lấy được cái kia rồi, đi xong luôn cái. Xong rồi đó. Giờ chúng ta chỉ cần chạy về cái đường vô ban đầu của chúng ta là xong. Mình cũng biết là giờ mình phải làm cái gì thì chắc là ra tới khi đó thì nhiệm vụ mới nó sẽ nhận tiếp cho mình. Chắc là vậy thôi. Restaurant. Nhà hàng không chỉ phục vụ chỉ đồ ăn không mà còn phục vụ. Hoi. Data ga kutabatta no ka to shinpai shita zo. Chikara te ni ireta zo. Jōdeki da. Omae tachi ni tanomi ga aru. Nishi no Dasuka chihō e tsunagaru michi ni teikoku gun ga kichi o tsukurou to shite iru. Fūsa sen toshite kinou suru mae ni tsubuse. Hōtte okeba nishi e no michi ga tozasareru. Chikara o eru dokoro dewa nakunaru zo. Monika to kao o awasete iru na. Kuwashii koto wa shūraku de yatsu ni kiite kure. Nante? Teikoku no kichi o tsubuse tte sa. Monika ni hanashi o kiku. Shūraku ni iku zo. Ok, declaration of war. Tuyên bố chiến tranh. Ghê vậy ba. Tuyên chiến luôn. Chúng ta có thể fast travel được nhanh không ta? Biết nó ở đâu thôi. Vụ đâu? Vụ đâu lần? Sao càng lúc nó càng xa mà nó không biết. À đây, đây, tốt trên đây là. Không, cái này cái chỗ chúng ta thôi. Còn nhận nhiệm vụ, à đây. Nhiệm vụ ngay đây. À không, nó nằm ngay xe của chúng ta rồi.
Thì chúng ta quay cái gì đó thì nó cho nó nhanh. Skill cooking, kỹ năng nấu ăn. Nếu chúng ta tới những cái hội chợ như thế này thì chúng ta sẽ được chuẩn bị lều để cắm trại để ăn, thì cái kỹ năng nó sẽ được cải thiện hơn bằng cách nấu ăn. Mỗi lần mà nó càng nấu càng nhiều á thì nó càng tăng cái kỹ năng mình, nó lên cấp được nhiều hơn thôi. Nguyên đám cùng lên cấp mà, đúng không? Từ bởi cái game này nó một khi bạn đã lót rồi nó giống như cái ta năm á, mỗi lần fast travel thì đó, nó cũng cũng nhanh hơn, nó cũng tiện hơn, mặc dù phải dù cái ta năm mình lại không có. お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。 比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。 Giờ nó chỉ mình vô cái đường cửa hậu để vô cung điện luôn bé. Dân chơi. Lên mấy đứa. Quest location chứ đi đâu. Lên. Fast travel cũng tính tiền nữa hả? Chơi luôn có 10 đồng à. Tiếc cái gì? Mình cũng ủa mình cứ tưởng ủa xe này đi được chứ, ai ngờ nó cũng có vụ fast travel nữa, cũng tiện. Mà tốn tiền hay cái gì? Car audio. Bật nhạc rồi này ok. Tôi tới rồi nè. Đi này giống mình đi taxi gì vậy ba. Bùng phát tới, bùng phát tới. Fast travel. Lâu mà làm cái trò này mình cứ bấm lộn R2 là giống như Watch Dogs để chạy á. Bấm lộn ngoài luôn. Cái thời loại gì vậy? Hư cao cổ hả? Con này con gì? Nó đánh đúng không? Nhìn thì cái bé giống hư cao cổ mà nó không phải hư cao cổ qua. Nhìn nó cứ thuộc thể loại gì á. Để hồi máu nhẹ cho mấy thằng kia đó nè. Antidote Bronto nè. Bronto lúc nào cũng yếu máu đó. Mặc dù mình mặc giáp cho nó kiểu rồi đó, mà nó vẫn còn yếu á. Không hiểu sao nó yếu dữ vậy ta. Con trai gì mà yếu quá đi thôi. Cái trọng này chặn rồi. Hết đường đi rồi. Ủa nãy làm sao lên được cái đường này ta. Ủa là mình cứ tưởng là cái đi cái đường đó là khỏi có đường lên á. Và máu thằng Bronto nó cứ hồ từ từ bơm thuốc nhưng mà dở quá. Rốt cuộc cái đường nó nằm đâu trời. Nếu mà đánh mấy con này không biết là nó có bù lên nó quánh mình luôn không ta. ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を。グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。じゃあ行ってくるわ。ああ、頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。Ồ vô tiếp nè. Nó cứ đi kiểu này nhìn nó cứ kỳ kỳ ha. Bây giờ mình mặc cái đồ này nhìn nó phong trần hơn, cộng thêm cái để kiểu tóc này nữa. Nhìn cũng cool ngầu á, mà để tóc màu nó không phải màu đen nữa mà màu cứ xám xám. Ore tachi wa uchi gawa kara kishi o kakeru to. Hasami uchi ni shite kazu o ohaba ni herasu nda. Nó nổi đi vào mà mình cứ tưởng chết cha, chơi vô bị phát hiện mẹ rồi. Ai ngờ tưởng như cái thằng này hàng chỉ điểm cho mình. Hàng chi nó biết đường đi vô mà nó cái chỗ này chỗ ra cửa hậu mà. Chưa gì mà phát hiện game này không stealth nổi sao ta. Kìa dọc vô phải quánh. Đó phải vậy chứ. Game này bị cái mỗi lần mình muốn đỡ nó hơi khó khăn để đỡ thôi. Kiểu như mấy cái thằng này gặp bắn súng mà
sao mà đỡ được. Ôi, thằng kia làm cái gì, chữ một phát chết luôn nha. Đỉnh nha. Thật là điển cao, điển, thật là điển. Cái gì nó chữ một phát chết luôn nha. Kinh thiệt. Ờ, vậy ta đi đâu nữa ta? Ôi, nó gọi quân lính tới nữa kìa. Ôi, ơi, 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 sao kẹt trong đây rồi? Ô, 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 nghỉ sao bồ, nghỉ sao vậy bồ? Tăng đam, chấm 5 đam nè. Này thì đánh nó mà thổ nó u nãy nó cộng mình 900 mấy đam luôn, đỡ đỡ đúng lúc vậy mà một phát 900 mấy đam, kinh dị thiệt. Mình đã cảm thấy chàng chề sức sống hơn bao giờ hết. Ôi, sniper nữa, mắt thần thánh vậy. Wow, no 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 no. Trời, nó bắn rồi, mình xử lý cái thằng này ra. Mình né mấy phát luôn rồi. Ơi, dừng chơi. Hai ba thằng nó đứng canh mình bắn rồi. Đè, bắn mình rớt xuống đây luôn. Có boy swap hay gì không ta? Ở đây đây đây. Ơi, mình né rồi đó, mà nó cứ bắn vậy á. Cộng 1000 luôn rồi, ghê thiệt. Xoắn gì mấy đứa này. Đâu rồi, boy swap đâu. Bố mày cần phải hồi mana nữa. Nhưng mà hết rồi, đánh chết hết rồi. Ông kia ông OB quá, ông quất lần quất hết luôn. Mình chưa kịp làm mẹ gì á. Ok, có đường đi vô trong rồi. Mà mấy anh này canh ít quá. Cái đường nó giống như một cái lỗ hậu mà bị nguyên một cái đất nước nó chặn gì mà vẫn có để bị lộ một cái hướng đằng sau quá. Nhỏ xíu vậy nè, nhưng mà ít lên người canh. Wow, dân chơi, wow, walk try, trời, nó bắn mình kìa, hết mana rồi. Đó, phải vậy chứ, hợp tác làm nên chiến thắng đúng không? Rồi đó, để coi. Ông này là ông có skill nhưng mà không có hợp tác bên mình được. Với lại mỗi lần mà ông bật mình bật skill cho ông thì mình lại không hồi được cho mình. Khi nào mình không có đánh được, mình buộc phải đợi. Ủa sao ông đam ông cao dữ vậy trời. Đam của ông 6000 mấy mà đam cao lắm mấy trăm. Mà ông đánh thằng kia 6000 mấy đam, kinh dị vật lên. Xuống tiếp em. Đi hướng này đúng không ta? Nãy chúng ta đi hướng này vô hả? Nên đi hướng này phải không ta? Ủa, cái đường này hình như đường nãy mình mới vô phải không? Cái gì vậy? Bị gì vậy? Không, cái đường này mình nãy mình đi vô nè, cái này mới đúng nè. Nãy chúng ta vừa mới đi lên chúng ta thấy nè, đó. Phải đi hướng này mới đúng nè. Nhầm. Sao làm gì cái đu đu của tượng vậy? Muscle Simulator gì đây? Nocto! Shogun mo buji de nani yori desu. 大丈夫だったか、そっち。ああ、問題ねえ。任務はしっかり<笑> Thank you.
còn nguyên con robot đang có nguyên hàng tướng trong đó nữa chứ. Uầy, nó bắn tên lửa vậy. Cái gì mà ghê vậy? Nó bắn tên lửa luôn, mới đau mới thốn chứ. Ignis trước đi, mình đang... Từ từ đó. Má kêu tụi bay đang đánh dưới chừng, cái tụi bay dừng lại nha, để tao ô hồ máu cái là tính sau. Đó, ủa mình né mà sao? Ơi né đi mấy bồ, né đi mấy bồ. Bỏ đi mấy bồ. Thằng này nó không xin nhớ đó, đam nhân 20 luôn hả, ghê vậy, ghê vậy không chơi. Hồ máu rồi đó, hồ máu rồi đã. Ủa, nó dí mỗi mình hay sao đó. Đó, tăng đam liền. Ice Energy, ây, wow. Những điểm yếu của nó là cái chân hay sao đây. Đánh nó liền, quất nó liền. Đúng rồi. Nhưng mà đam nó không có nhiều. Mỗi lần đánh boss là cái màn hình nó cứ sao. Camera nó cứ di chuyển hoài. Quánh nó nhìn nó không được thoải mái lắm, nhưng mà cũng hay. Thử cái skill của thằng này coi. Lion Roar. Ông này thì mạnh vãi cứt rồi. Hay là mình chừa lại cho thằng này đi. Tại vì đam của thằng này cao. Chừa cái skill tech bar cho nó. Đó, thằng này quốc đam rất là cao, 1900 luôn rồi. Thiết nghĩa nên chừa lại cho nó sẽ hay hơn nhiều. Vulnerable. Ở đây, nó để khúc dưới này dễ bị đánh nè. Hết mana rồi. Được tiếp đi em. Break luôn rồi, gãy một bên rồi. Bên này nữa nè. Không có thứ nào nó zoom in lên được hay sao. Thử cái cây này đi mình, cây này nó... Để mình tìm cái warp boy hiên mẹ đó coi. Né rồi mà còn vậy á. Lát nữa phải đi mua thuốc uống mới được, để có gì mà hồi máu. Hết mẹ nó mana rồi. Warp boy. Ủa, rớt luôn rồi. Con kia chết luôn rồi. King Vakler, thấy chưa, mình chừa lại cho cái ông này, ông đánh nè, ông đam ông cao. Quánh nó ghê kìa. Yoku yatta. Lên cấp luôn rồi nè. Lên cấp cái nhẹ coi, level 8, 10 luôn, đúng rồi. 11 luôn, kinh vậy. Lên quá trời kinh nghiệm. Skill level up, new filter, hàng Bronto lên kinh nghiệm nhanh nhất luôn, tại nó chụp liên tục. Mình không cho nó chụp nó cũng chụp, cho nên nó lên cấp hoài à. Ở đây nè, nó mình không cho nó chụp nó cũng chụp à. Cho nên nó mau lên cấp hơn. Còn mấy thằng kia là phải tự tay mình bấm á, thì nó mới được. Nó nổ mà quánh lộn, nó còn chụp nữa mà nó không có sợ cái gì luôn.
Mình thì xoắn chết mẹ, còn nó đứng nó chụp hình được mà. Thì chỉ máu yếu vẫn máu yếu như thường. Hoặc là nó dùng GoPro hay con mẹ gì đó. Thôi, và chúng ta cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Chúng ta giờ mới sang chapter 3, chương 3, The Open World, thế giới mở. Đế chế là một cái thế lực mạnh mẽ. Và Noctis đã đi một khoảng đường dài để có thể lấy lại cái viên đá crystal, cái viên đá làm nên cái shield á, làm nên cái nguyên cái khiên che chắn nguyên đất nước á. Bây giờ mình phải đi lấy lại cái đó thì chúng ta mới bật cái shield lên và đuổi tụi Nephilim về New Land and Zero New Power of the Four Pairs. Và bây giờ chúng ta phải đi tập luyện training để có thể sau này chúng ta sức mạnh đi về để đòi lại ngai vàng. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, đúng không? Thì điển hình như các bạn nào coi mấy cái coi mà mấy cái lịch sử của Nhật á, các bạn sẽ thấy hồi xưa là samurai này nọ, mặc dù là giết hết nguyên gia tộc nhưng mà vẫn chừa thằng nhóc lại, nhưng mà cái đó là một cái sự sai lầm lớn nhất của mấy ông samurai. Và dẫn đến là sau này thằng nhóc nó lớn lên và một cái định mệnh đã sắp xếp sẵn, là mặc dù ổng có muốn giết nó thì ổng cũng không giết nó được, và cuối cùng là nó giết ngược lại vào ông nguyên gia đình và thậm chí là sát hại nguyên gia tộc luôn. Thì nếu mà người nào mà muốn biết cái chuyện thì bạn có thể search trên Google. Yà hari, ōji wa ikite ita ka? Yubiwa wa dou natte iru? Luna Freyna wa toubou chuu ni de. Sugu ni mitsuke dashi, korose! Yubiwa sae areba. Hitomazu toraete miru no ga yoka. 六神の力とは人知を超えたもの。その力は神奈の求めにより王へと与えられると聞く。神奈は良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした？今や帝国軍を率いているのは。そなただ。ですが、 今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。 Nếu bạn nào muốn muốn biết về cái chuyện đó thì các bạn có thể search trên Google về cái chuyện của ông Yoshitsune. Ông đó thì ông cái chuyện cũng na ná vậy. Và cuối cùng là ông bị giết chết bên trai của ông. Cái chuyện cũng khá là buồn. Thì đây giờ mình đi cho xe bắt đầu xe chạy là bình thường rồi đó. Mà mình không biết mình đang đi đâu thôi. Hello, chúng ta đang lái xe, chúng ta coi mặt chúng ta được luôn nè. So cool. Lúc nào cũng là thằng Ignis Fly ha. Bốn thằng này lúc nào cũng có mỗi thằng có một cái tính cách khác nhau. Và nó làm nên một cái biệt đội như thế này. Thì mà Ignis nó rất là bình tĩnh. Thì thằng này thì nó thằng gọi thằng Prompto thì nó giống như nó tăng động vậy. Vui vẻ hoặc hòa bình, năng động. Còn thằng Claudius thì cũng kiểu là châu bò, kiểu thanh niên châu bò của team á. Còn mình là kiểu như một leader chững chạc, phải hướng dẫn đàn em của chúng ta đi. Noctis can drive the car whenever he wants. Muốn thể lái khi nào, bất kỳ khi nào anh ấy muốn thì tất nhiên rồi. Mình lái mình phải muốn đi đâu mình lái chứ. Iris. こっちはなんとかレスタルムの町まで辿り着いたとこ。私たち、ここの宿にいるから近くに来たら一度合流できるといいな。あ、レスタルムな。待ってるね。イリスか。たく、兄貴に陰ねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム。一回合流するの。 そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルム後回しか？まだ先じゃん。ちょっとだけ寄ろうよ。
よし、見に行くか。のほほ、楽しみ。Nói nói chịu, nói cho nó vui thôi chứ thực chất là mình cũng lát hồn cũng đi cái kia à. Để coi mình có cần phải mua sắm gì không. Vô tiệm mua sắm cái nhẹ rồi chúng ta đi tiếp. Chúng ta cần phải mua mua đồ. Stock nó còn có một cục à. Portion. Lấy 10 cái đi, có 500 à. Không, 500 cũng nhiều quá chứ. 5 cái thôi. Tiền mình giờ gần hết rồi. Elixir tới 400 lận. Kiểu này mình đang cần thôi. Repair kit, racing strap. Cái này mình cũng đâu có cần lắm rồi. Memory of Final Fantasy 13. Để coi mình có gì mình bán được không ta. Boost attack, cái này boost thêm đam đánh thì sao á. Cái này chắc mình không còn bán đâu, còn mình bán mấy cái nào mình không có xài á. Bronze, bangle, garnet, bracelet. Cái đồ này thì mình chắc không bán đâu, mình bán mấy cái này đi. Metal scrap bán được nè, một cái nè. Sharp tail feather bán được, bán luôn. Rusted nãy mình lụm quá trời luôn quá. Trong cái hầm nãy mình lụm cũng nhiều, cũng có giá trị chứ. Bây giờ có tiền rồi nè, cũng đỡ. Gold dust, mấy này cũng không cần thiết phải bán đâu. Spider seal. Bomber. Này chắc chế bom mà. 1.900 luôn. Bán treasure là cái bé nhiều tiền nhất á. Nếu mình còn coi mình bỏ đồ gì được không ta. Noctis, nhét đồ mình đang xài cái này đúng không. Green Joker nó giảm cái kia. Là mình thấy cái món nào á ta. Món nào không biết xài được cho ăn khác được không ta. Garnet, à thằng này xài rồi. Quên. Ok, vậy được rồi. Ascension, 81 điểm này. Combat, Teamwork. Start nó tăng chỉ số nè. Này thì nó tăng máu nè, Heal level 2. Heal level 3 cộng 333 điểm. Kinh gì vậy? Mình gần được rồi, nhưng mà để coi mình có nên nâng hay không. Mình nghĩ là mình nên nâng máu đi. Mình để một hồi tí cũng không sao, tại vì nhiệm vụ khá là nhiều. Và chúng ta chưa nhất thiết phải nâng bây giờ, nếu mà nâng bây giờ thì cũng được, hoặc chúng ta để đằng sau thì cũng là ưu tiên những cái khác chứ. Ascension. Skill hả? Skill làm sao để tăng skill này ta. Còn cái này là chụp ảnh nè. Cứ mỗi lần lên cấp là nó cho một cái skill mới. Remedy Retriever. Survival skill. Còn cái này là craft đồ hả? Craft đồ để chúng ta có cái lửa để xài. Before you can use it. À, như chúng ta dùng mấy cái này nè. Craft cái này ra cái gì ta? Thunder. Craft cái này ra được một cái thunder. Ba cái luôn. Magical worker. Store bỏ vô để sẵn đi. Empty the flask. Anything you scrap will be lost. Oh, potency. Cái này thì nhiều quá ta, ice nè. Không biết này ra nhiều cái nữa ta. Blizzard. Cái này mình không cần nên xài, mình Blizzard không, mà để Blizzard không được rồi. Lá tăng thôi. Rap cái nhẹ rồi. Đó, đợi đỡ rồi. Item. And reorder item from using combat. Check. Order.
Cái mình mấy người mình có rồi mà ta. Akai đi xem. Akai đồ ăn cái kiểu dishes tô này nọ kiểu mình này mình nâng cấp được không ta, hay là mình phải mua ta? Làm sao để coi được cái đó ta? Nói chung chắc là phải làm nhiệm vụ phụ rồi. Chúng ta tới cái chỗ này nè, nhưng mà giờ chúng ta lại đi đâu nữa? Cái nhiệm vụ nó nằm đâu trời? Má sao tích thò lò luôn. Nếu là nhiệm vụ phụ không mà ta? Còn cái nhiệm vụ chính nó nằm đâu ta? Quest nè, đâu rồi? Burden, level 10. Giờ nó level mấy rồi ta? Chúng ta level 11 rồi, ngon lành canh đao. Lên xe đi. Auto nè. Quest location, lên liền. Đi 4 phút luôn hả? Lái có vẻ lâu đó. Không có fast travel nữa thì sao? Tới khúc này là không có fast travel được nữa rồi. Giờ nó bật mui lên luôn. Trời mưa lỡ bật mui lên. Đóng cửa kính lại. Ô nhìn cũng sang ấy chứ. Hay à, mày thích những chiếc xe mà mui trần như thế này. Rất là tiện dụng. Một là đi mui trần thoải mái ha. Trời mưa thì đóng cái mui lại. Rất là tiện. Đóng lại che lại hết. Đi xe hơi cũng có một cái tiện của nó. Có nào cái cách nào đi cho nó đi nhanh hơn không ta? Mấy cái chỗ này làm gì nó xây mà mấy cái tảng đá mà làm gì mà nó quay vòng qua tuốt bên kia làm như còn kinh dị hơn mấy cái cầu tuột nữa. In famous this, don't you want to get a shot? Mình vừa mới nói luôn, hình như là thiên thạch hay sao đó. Mà đang làm đi nhiệm vụ kia rồi mà là cái đó để sau đi ba. Còn này phải dừng xe lại nữa chứ. Chúng ta lái ngang qua đây luôn rồi. Thà xuống chụp cái nhẹ cũng được. Xuống chụp cái nhẹ để coi nó có cái gì đặc biệt không. Sao toàn cây cối không vậy? Yolo mấy đứa, yolo. Ở chỗ này cũng đẹp ấy chứ. Wow. Ồ, ngầu vậy ta. Mày đang tính chụp ảnh mà mày đi lại đây làm cái gì? Có mấy con tê giác hay con gì ở dưới nữa kìa. Con gì bự bự tao đụng ngay trên đầu nè. Sao mà nó xây được cái chỗ này mà nhìn mà nó không sợ mấy con này ta. Cái hình để tổ rồi. Yì nè. Koko de toru yo. Rồi giờ để chụp ảnh. Nó chụp ảnh mà nó cũng loading nữa hả? À không. Nó chụp ảnh là phải có cái này. Thanh niên khóa chụp ảnh. Cú te vậy ba. nguyên tiểu đội cũng dễ thương, chịu khó dễ sợ. Ok, complete love the lighting, photo of spinning a yarn. Cũng được kinh nghiệm mà. Này dù phụ tất nhiên cũng được kinh nghiệm rồi, nhưng mà lâu lâu làm thôi. Vì chúng ta đi tiếp hành trình để qua cái kia. Còn mấy cái nhiệm vụ phụ cho mình để mình là khi nào mà mình rảnh á, mình làm xong nhiệm vụ chính á, rồi mình sẽ đi làm mấy cái nhiệm vụ phụ sau. Làm sao đi lên đi trời. Nào mình nhảy xuống được mà hay lắm mà ta. Vercler nào thiết kế cầu hay Vercler luôn. Đi lên được nhưng mà đi xuống được nhưng mà đi lên là không được. Mẹ bà nó thiết kế thông minh Vercler. Giờ phải đi tuốt lần này mới đi lên lấy xe được. Giống như chúng ta đang đi trên đường quốc lộ vậy á. Nhìn đã cái đường đã ha. Má nhìn đã thì cái trời. Má đường Việt Nam mà được như vậy má không cần phải ở trong nhà xuống như thế này. Vợ hai thanh niên đi với nhau mà cũng đạp nhau ra đó chứ. Dust.
Má cái tụi mình rớt xuống kia nữa chứ má nhảm. What the fuck? What the fuck? Nó làm gì vậy? Cái gì vậy? Ôi! Mình thấy nghi nghi rồi, hèn chi cái gì mà ủa sao tiếng cái nấu quân đội hay gì phóng xuống. Nó có hèn chi. Hèn chi tự nhiên nguyên đám, ủa thấy nguyên đám nhảy xuống quốc mình luôn ghê thiệt. Dân chơi thiệt chứ. Nghĩ sao vậy bồ? Bồ đã yếu rồi còn ra gió nữa. Mày thì nằm nữa mày, nằm hả mày, nằm hả mày, nằm hả. Ôi bồ, ôi 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 ôi. Xem best đi. Đúng rồi em, bút nó đi anh, bút nó đi anh. Đúng rồi, bút nó cho anh. Mày nhây nè. Đó, phải vậy chứ, đúng không? Tăng đam quá trời luôn nè. Fly sai nè, nó đập chết bà này. Này thì xàm quần nè. Nó bam cái nút cái bà luôn, thằng này đứng luôn rồi. Xem best tiếp em ơi. Tiếp đi em. Đó, phải vậy chứ. Đó, này đánh lén nè, hay đỉnh nè, đỉnh đỉnh thật là đỉnh cao. Kinh nghiệm quá trời luôn. Đánh mày này kinh nghiệm quá trời luôn. Hồi máu lại nữa. Đi tiếp nào mấy đứa. Resume auto tới quest location đi. Đó. Chuẩn bị đã できて được không? À, tự nhiên đang đi rồi thấy cái cục gì trên đầu mà tự nhiên thấy cái cục đó nghi nghi mình chưa từng thấy cái cục đó ta. Thấy ủa mình nhớ hình như cái cục đó là cục của tụi quân đội gì mà. Nhìn lên một hồi thấy đi, nó nhảy xuống qua. Nó hạ quân ngay trên đầu mình luôn mới ghê chứ. Tụi này đúng là mình muốn đi nghỉ mát mà cũng không xong với tụi này nó phải đi quánh lộn á kiểu. Chơi điếm và lơ. Nhưng sao chúng ta đã làm chủ được tình huống á. Quánh khá ư là đẹp. Cái chỗ đó còn lâu mới tới mà. Mỗi lần mà bạn chơi chỗ này bạn cũng đỡ phải lái xe. Cứ cho nó auto lái không? Ignis nó lái là được rồi. Mà thậm chí là nếu mà bạn lái thì nó cũng tự động nó điều khiển luôn rồi. Đa phần là bạn chỉ bấm quèo quèo cho vui thôi à, với là định hướng thôi, còn như nó tự động nó lái hết trơn rồi. Mặc dù mình lái manual á là tự tay mình làm á, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng lái à. NEP you visited. Bạn có thể fast travel lại bất kỳ chỗ nào mà bạn đã đổ xe rồi á, nhưng mà chỗ này chúng ta chưa từng tới. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi, mà nhìn chỗ này là mình nhớ tới Đà Lạt. Đã ha, nhìn thì cũng muốn đi lại Đà Lạt quá. Đi phượt cái kiểu. Ở đầu năm nay mình có đi phượt Đà Lạt một lần, đi với một người bạn. Và đi trong vòng mấy ngày. Khá là vui. Park vào chỗ này không ta? Chúng phải quẹo cái khúc này, chúng ta quẹo cua nè. Ủa, chúng ta không đi hả? Ờ đúng rồi, chỗ này chúng ta không quẹo cua được. Chúng phải quẹo tới đằng kia luôn. Chỗ này đẹp ấy chứ. Lục Xin và Lư Xi Tư Hoàng Kế là Shinwa thời đại của Kyoto đã đồng hành với nhau. Phong cảnh hữu tình thế. Xa tích thà lò. Chỗ này cũng rộng nữa chứ. Nó quay cái view như thế này cho các bạn coi, nó đẹp, rất là đẹp. Refueling, make sure to stop to gas before the tank runs dry. Nếu mà xăng cạn á, mà chúng ta đi hết xăng là chúng phải đi dắt bộ trong bữa. Hết xăng. Rồi này là chắc không có xăng đâu, tại vì xăng còn đầy nhóc rồi mình chắc đi vô với 2-3 chập nữa. 2-3 chập dài á mới hết. Lái xe cũng mấy thằng này lái xe cũng hiền tính quá ha. Lái đúng lane đúng đường, không phóng xi nhan, không vượt ẩu, không gì hết. Đúng là người Nhật có khác, người Nhật công nhận bên đó sống lòng tự tôn nó cao lắm ba, cho nên không làm bao chuyện đó đâu. Có bên Gatanam bên nước ngoài thì nó ẩu tả với lại nó khùng khùng điên điên á. Xong cái thì Gatanam mới loạn xe ngầu lên, vượt đèn đỏ kiểu là chuyện rất ư là bình thường. Còn đối với mấy game như thế này thì chuyện khó. Các bạn có thể đẩy cái cần xe bên trái để cho đi lấn lên được nè.
Nhưng mà lúc cuối cùng nó cũng tự nhấn ga nó đi lùi lại à. Ờ à, cái này mình không nhấn nha, mình chỉ bấm cho nó quẹo qua đây cái len này thôi nè. Còn nhiều á là nó tự động nó nhấn ga nó dừng lại hết. Ủa chỗ này đẹp quá má. Đẹp vật lơ. Chúng ta đậu xe ngay đây được nè. Ôi chỗ này đẹp quá. Mình rất là háo hức để khám phá chỗ này như thế nào. Này bo xe cũng ngộ ha. Cua xe lại, đó, đẹp. Xuống đi mấy đứa. Tới rồi, lát nữa anh dẫn đi đổ xăng. Anh đưa tiền đi, đưa tụi bay đổ. Mình đổ xăng cũng đâu mắc đâu. Đổ xăng có 10 đồng. Có 10 đồng mà đi một khoảng đường rất là dài luôn. Mới hết. Chúng ta đi kiểu gì cũng được, thậm chí fast travel cũng tốn tiền. Có thể nào mua chiếc xe khác không? Lấy mấy chiếc này nè. Lấy xe được không? Cướp xe được không? Hình như không. Không cướp được nhưng mà nhảy lên cũng không được luôn. Meet Iris, giờ chúng ta đi gặp Iris. Iris là ai ta? ここが町の大通りになるのか。イースはリウェイホテルに泊まってるそうだ. Chúng ta đã tới cái thành phố này rồi nhưng mà không thể nhà đó, phải đi chạy tham quan cái nhẹ. Đâu rồi, nó đâu rồi, nó đứng trong này. Sao cái khu bên ngoài nó đông á, nhưng vô khu bên trong nó vắng như làm gì mà vắng như vậy ta? Cũng có mấy đứa à. Được phước. Con gái mặc đồ đã vậy ba. Ồ. Tao thích cái thành phố này rồi đó. Thích rồi đó. Con nít nữa nè. どうした?なんか頭痛。と思ったけど。大丈夫?平気。治った。OK、よ。次、あ、もう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 、も
みんな生きてる。足あるね。あるある。元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ。いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません、孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。
kiểu như là các bạn chơi xong một khoảng một ngày trong game nó khỏi khá là mệt, thì ít nhất là nó cũng được phải được nghỉ ngơi, thì trong đấu với nhau các bạn cũng được cộng thêm được kinh nghiệm nữa, thì nó kích thích người chơi thoải mái hơn, chơi cũng không phải mắc buộc phải đi làm vụ liên tục, bắt lúc nào cũng phải làm, cũng đỡ. Có được điểm kinh nghiệm mà ngu gì không lấy đúng không, chỉ cần đi ngủ là có rồi, lên thẳng level luôn nè, khá là nhanh, tiện dễ sợ. Sao nó cho mình chọn cách nấu ăn ta? Ở đây chụp lại mấy cái tấm cũng đẹp quá ha. Đang quá lộn cũng chụp lại nữa nè. Chụp selfie cái kiểu. Mấy thằng này khoái chụp lén quá ha. Chụp về để cho con cháu nó coi là sau này ông hành trình ông đã tấm này đẹp dễ thương. Ông mày đã dành kiểu như là ông mày đã kiểu như gì đây? Share screenshot. Chứ up lên Facebook được luôn hả? Nó chuyển sẵn sang PlayStation luôn hả? Cái này để sau đi. À cũng hay, đẹp. Để cho con cháu xem nó như thế nào. Ông đã giành lại ngai vàng như thế nào. Đây tôi lùi luôn. Hello. Oh, the next morning. Good vậy bay. Nè, Bosuke. À, ai rồi? Mình là Tarukotto và sampo đi chật tao. Machi mite kuru tte. À nè, watashi tachi mo iko. À, wakatta. Yoshi, annai suru ne. Nói chuyện với nó không cũng được 200 điểm kinh nghiệm nữa nè. Thằng này lúc nào nó cũng sure, why not? Tại sao không? Ok thôi, tại sao không? Giờ đi đâu? Chỉ cái nhẹ cơ mấy đứa. A strong for two. Sao giờ nhiệm vụ nó màu xanh lá cây rồi. Head to the market. Chắc là cũng nhiệm vụ chính á. Nhưng mà kiểu vừa chính nửa phụ hay sao? Phải có nhiệm vụ này chúng ta mới unlock được cái chỗ mới. Để coi. A strong for two. Cái khúc này nó chưa cho mình xếp game lại ta. Bartelum Market. Lúc đầu đó là chơi kêu mình chọn là vì giả vờ như không thích những cái này cho lắm, nhưng mà thấy cũng hay mà, có gì đâu. Các bạn, mà cái vấn đề là sao mình mua không được ta. Need stuff. Head to the power plant. Mình cứ tưởng là mình mua được mấy cái bí kíp nấu ăn để về cho thằng kia nó nấu ăn ngon hơn tí, chứ không là ăn hoài đau bụng hoài sao mà đánh đúng không? Nhồi chui đâu ra vậy? Lâu lù xuất hiện cái what the fuck? Hết cơ hồn. Lên đây mới, ủa gì đây? Rớt gì đây? The base coin. Nói chung là thấy cái gì cũng lụm về đem về bán, có tiền xài. Đẹp vãi chữ mấy đứa ơi. Đẹp thiệt, nhìn nó đã và color. Tới cái bầu plan này nè. Nhảy chân 6 tới gió nhanh. Chỗ này dẫn ra đâu ta? すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。 興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は。 Còn trả lời mà thấy hợp tình với nhỏ này á là mình cộng điểm kinh nghiệm á ha. Cộng khá là nhiều. Head to the outlook. Chúng ta không vô đó được. Chỉ phụ nữ mới vô được thôi. Khu này là khu làm việc. Chỉ có người phụ nữ làm việc trong cái thị trấn này thôi. Như bạn này để ý, nó nói là chỉ có phụ nữ làm việc trong thị trấn này.
Còn như đàn ông thì mình không biết là đợi đâu nữa, chắc nhậu nhẹt xong rồi đợi phụ nữ. Không biết thành phố này bị gì nữa. Thôi kệ, cái thị trấn, cái tập tục nó vậy thì đành thôi, ai biết nó sao. A stroll for two head to the outlaw. Sai vậy, nhưng mà được cái chỗ này, mình thích cái chỗ này do cái view nó đẹp, view nó khủng. Nhìn nó đã và color. Nhưng mà muốn sống lâu đây mình không muốn sống đâu. Có nhiều cái nó chán quá. Cái khu cái này lúc đầu bạn nhìn thì thấy đẹp á, đi du lịch thôi. Chứ sau vài ngày là bạn sẽ thấy chán liền, cá luôn đảm bảo. Phóng xuống là cho boss, phóng xuống thì được nhưng phóng lên thì không được. Hello dân chơi. Nhóc ra coi nhóc, nhìn cái gì? なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレイの様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。 Sở sở hồ tê ni cái đó. Khen nó hồi cũng được điểm kinh nghiệm, được thêm 2 điểm ability boy nè. Cũng hay. Kiểu nó làm chăm cho mình câu thôi thôi nó cho vui thôi chứ anh cũng đã có Luna rồi. Mém nữa là có con bộ nhí rồi. Mém nữa. Mém tí nữa cũng có con bộ nhí dễ thương rồi. Hay. Để coi skill unlock được chưa ta? Skill mình đang muốn tăng máu qua. Đầy đủ rồi nè. Start nè, đâu rồi, tăng máu đâu rồi, 99 nè. HP the number level gain the cái này tăng máu cho mỗi đứa luôn, tăng maximum máu. Vitality là cái gì mình không rõ nữa, nhưng mà giờ mình chỉ cần máu thôi là nhiều. Yes, để coi em tăng máu chưa. Max HP max 641, còn mấy thằng kia là nhiêu ta? Mấy thằng kia nó đi hết trơn rồi, nó đi đâu hết trơn rồi. Cho nên giờ mình cũng không thấy, nhưng mà lát nữa mới nó về là mình sẽ thấy liền. Đuối rồi, đuối thanh niên, đuối rồi. Để mình thử mặc cái đồ kia xem được không. Đồ kia nhìn cũng đẹp ấy chứ. Noctis. No jacket. Nếu mà cái này nó còn giảm sức mạnh, giảm đánh nữa, giảm đam nữa. Mặt này thì bình thường, còn này gì cũng mặt giảm luôn nè. Mặt cái này giảm đánh nè. Giảm sức mạnh nữa chứ. Mặt thử ơi. Ơi nhìn cũng đẹp ấy chứ. Tiếc là trong game này nó không có nhiều cái sự lựa chọn về quần áo, cộng thêm là có một cái số chỉ tiêu sức mạnh này nọ kiểu nó bị giảm khi mà bạn mặc cái bộ đồ này lên. Đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng mà chúng ta lát hồi lỡ lại mất. こんなの子供の時以来だね。ありがとう。楽しかった。俺もありがとな。楽しかった。うん。喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの。 ノクトのだから。でもまだ内緒。楽しみにしてて。おかえり。じゃあ、タルコと町で聞いたって話。わかった。これ、そんな口よ。ああ、大丈夫。俺一般市民ですんで。ノクティ様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。 場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。英語。どうもな。タルコット。 Vụ kia xong thì chúng ta mới có nhiệm vụ mới, The Sword of in the Waterfall. Rồi nó đã xếp lại rồi. Thì có lẽ với tập này mình sẽ tạm dừng ngay tại đây, và mình mong là cái tập này sẽ được sự ủng hộ của bạn rất là nhiều, với rất là nhiều like trong đêm nay, trong sáng nguyên buổi ngày hôm nay. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem qua, và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất với tập tiếp theo, tập 4. Ok, và trong ngày tiếp theo các bạn cứ nhớ theo cái lịch trình này, và buổi sáng là sẽ ra đúng lúc thôi. Với lại là
Game hiện tại mình chỉ có 4 bộ đồ thôi, nhưng mà những bộ đồ này thậm chí nó còn thay chỉ số của mình nữa. Cho nên các bạn nào thích mặc mình mặc bộ đồ nào thì các bạn comment phía dưới bộ đồ này hay cái bộ đồ phong trần hồi nãy. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau nhé.